Dạ, alo. Chắc là cô tôi nữa tự nhiên bị rớt nét. Vậy sư mời cô rạng đông. Sa thú, con kính tri ân đại đức tuệ đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào đạo tràng. Con xin kính đọc câu pháp cú số 41. Á chi rằng quả ta dằng cà dù ba tha vình á thi xét sa ti chú thù á bề ta quỳnh nhà nô ni ra thằng quả ca lình ga rằng á chi rằng quả ta dằng cà dù ba tha vình á thi xét sa ti chú thù á bề ta quỳnh nhà nô ni ra thằng quá ca lình ga rằng a chi rằng quá ta dặn cà dù ba tha vịnh a thi xét sa ti chúa thù a bề ta quỳnh nhà nô ni ra thằng quá ca lình ga rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị dứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A chi rằng qua ta dằn cà dù pa tha vình a thi xét sa ti chú thù a bề ta quỳnh nhà nô ni ra thằng qua ca lình ga rằng mai kia thương xót thân này nằm dùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa vô tri một đống thịt thừa gỗ mùn vô dụng sẽ cưa làm gì. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô sư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 41. A di đà quá ta văn tha du pha tha vinh a thi xin sa ti chun thô a pê ta vinh nha nô ni ran thăng quá kha linh ga răng a di đà quá ta văn tha du pha tha vinh a thi xin sa ti chúng thu a pê ta win nha nô ni thăng quá kha linh ga răng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Hòa Thượng Thích Minh Châu. A di răng quá ta văn tha du pha tha win a thi xin sa ti chúng thu a pê ta win nha nô ni ra thăng quá khanh ga lăng mai kia thương xót thân này nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa vô tri một đống thịt thừa gõ mùng vô dụng sẽ cưa làm gì. Hòa Thượng Giới Đức và con kính tri ân quý sư quý cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời Sức Trần Phụng. Sa thúc cảm ơn Tina. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng.
Dạ con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Nhẫn, Đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào quý cô chú cùng đạo hữu đạo trong đạo tràng. Dạ con cảm ơn chú Bác Thanh á. Dạ con xin được ôn câu pháp cú số 41. Ấy rằng ba ta dần ca vô phá tha vinh a thi sét sa tí chút thô a bê ta vinh nhà nô đi rắc thành ba ca linh gá rằng a chi rằng ba ta dần ca vô ba tha vinh a thi sét sa tí chút thô a bê ta vinh nhà nô đi rắc thành ba ca linh gá rằng a chi rằng ba ta dần ca vô ba tha vinh a thi sát sa tí chút thô a bê ta vinh nhà nô ni ra thằng ba ca linh gá rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Và đây là bản dịch của ngài thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. A chi răng ba ta dân ca vô ba tha vinh a thi sét sa tí chút thô a bê ta vinh nhà nô ni ra thăng ba ca linh gá răng. A chi răng ba ta dân ca vô ba tha vinh a thi sét sa tí chút thô a bê ta vinh nhà nô ni ra thăng ba ca linh gá răng. Mai kia thương xót thân này nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa vô tri một đống thịt thừa của mùng vô dụng sĩ cưa làm gì. Và đây là bản dịch của ngài thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong. Dạ con xin mời cô Lạc Lê. Dạ, con xin dâng mic lại cho cô. Cảm ơn Trần Phụng. Dạ, con Lạc Lê, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc câu kệ số 41. A chi rằng qua tay rằng cà dô ba tha quyền a thi sê tha tí chút thô a bê ta quyền nhà nhà nô ni tha thằng quá cà cà linh gá rằng. Dạ con xin đọc kệ. A rì dân qua a di văn qua ta văn ca vô ba tha quyên a thì sen sa ti chủ thổ a pê ta quyên nhà nô ni na tham qua ca linh ga răng. A chi răng qua ta ya vô ba tha quyên a thì sen sa ti chú thô a pê ta huyền nhà nô ni răn tha qua kỳ lãnh đa răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng giữ đức âm của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mai kia thương xót thân này nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa vô tri một đống thịt thừa gỗ vụn vô dụng sẽ cưa làm gì. Và Nam Mô Bố Tha Giá. Và hôm nay cũng là cái ngày kỷ niệm ngày mất của ông xã con, thì con xin đọc cái bài kệ này. Con xin hồi hướng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Trời Đi Thích Tứ Đại Tiên Vương chư thiên ngự nơi tất cả muôn nơi. Hãy hãy mách bảo đến nhà ông Nguyễn Thanh Cao mất ngày 1 tháng 5 năm 2007, được
thọ được an vui nơi nhân cảnh. Nếu tái sanh được làm người thì sự an vui càng tăng biến thêm lần thứ nhì, lần thứ ba. Dạ Nam Mô Bố Thai, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Khai, dạ. Con ơi xin nhường mic lại cho cô Tuệ Duyên ạ. Dạ, alo, alo, 1, 2 và 4. Hôm nay mic đường nét như thế nào? Dạ, cảm ơn rằng ông cho biết nghe rõ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ, thân chào quý thiên nam thánh nữ. Dạ, Tuệ Duyên xin đọc bài 41. Achi răng quá ta dăng ca vô bá ta quyền a di xế sa ti chút thô a bê ta quyền nhà nô đi rắc thăng hoặc a linh ga răng. Achi răng quá ta dăng ca vô bá ta quyền a di xế sa ti chút thô a bê ta quyền nhà nô đi ra thăng qua cả linh a chi rằng qua ta rằng một bài a di xế sa ti chút thô a bê ta quyền nhà nô đi ra thăng qua cả linh cả rằng không bao lâu thân này đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng và thường thích Minh Châu. Mai kia thương xót thân này, nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa, vô tri một đống thịt thừa, vỗ mùng vô dụng sẽ cưa làm gì? Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Đế Đức. Dạ, Thầy Duyên xin xuống bích kính mời. Hồi nãy thấy chị Cẩm Vân đưa tay. Dạ, dạ thì xin mời chị. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Kha, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 41. Ác chí răng quá tá văn ca vô ba tha viêm á thí xét xá tí chút thô á bê tá huynh nha nô ní rác thăng quá cá linh gá răng. Ác chí răng quá tá văn ca vô bá tha huynh á thí xét xá tí chút thô á bê tá huynh nha nô ní rác thăng quá ca linh gá răng. A chí răng quá tá văn ca vô phá tha huynh á thí xếp xa tí chút thô á bê tá huynh nha nô ní rát thăng quá ca lin gá răng. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mai kia thương xót thân này, nằm vùi đất lạnh tháng ngày nắng mưa, vô tri một đống thịt thừa, gỗ mùng vô dụng. Sẽ cưa làm gì? Bản phổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, muốn mời bạn cai tiếp nha. Dạ sa thú kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ cảm ơn Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bố Thà, dạ một lần nữa chúng con còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình kính lễ với bà quý cô tu nữ, Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ hết giờ rồi. Hôm nay Nhật Bình được trốn học. Dạ Nam Mô Bố Thà, dạ sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã chúng cúng con ôn bài pháp cú kinh số 41. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên,
Cẩm Vân, Xích Tâm Phương, Xích Trần Phụng, Xích Thi Na, Xích Trạm Đông đã hoàn hỷ lên ôn bài pháp của kinh số 41. Dạ, cảm ơn Răng Đông cho bài học. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp của kinh số 42. Nhật Quỳnh kính mời Tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại tuệ nhẫn giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bằng. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vần nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 42. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng mỗi một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng bích đến sư ạ. Giờ này là giờ chúng ta chúng con xin chia sẻ câu pháp cú số 42. Thời gian trôi đi thật là nhanh, và tử thần thì luôn luôn ở xung quanh chúng ta, và chúng ta chết bất cứ giờ nào, hoặc là chúng ta có thể bị bệnh, hay là chúng ta có những cái duyên mà chúng ta không nghe được diệu pháp. Do vậy chúng ta là những người đại phước sanh ra ở trên đời, mà sanh ra trong một cái quốc độ biên địa, nhưng mà lại được gặp chánh pháp của Đức Phật, rõ ràng cho chúng ta thấy nghiệp quả mà đã được tạo trong quá khứ nó không hề mất đi, và cái duyên chánh kiến cũng không hề mất đi. Do vậy người con của Đức Phật đã có duyên lành thì chắc chắn là chúng ta sẽ hưởng được cái sự an lạc giải thoát trong tương lai. Của tất cả mọi khoảnh khắc thì chúng đã qua đi rồi, ngày mai thì nó chưa tới. Và hiện tại thì đang có pháp vận hành. Cuộc sống chỉ là tâm, tâm sở và sắc pháp. Chỉ là quả, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng ngày hôm nay hay khoảnh khắc này chính là quả của nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Rồi sau cái quả đó thì cái sự phản ứng bằng thiện hay bất thiện, bằng vô minh thì nó lại tạo ra nghiệp, nó tạo ra nghiệp mới. Thiện thì cho quả lành, bất thiện thì cho quả ác. Rồi các cái sanh hữu này được tạo ra từ những cái quẩn, nối tiếp những cái quẩn cũ tạo ra những cái quẩn mới trong tương lai. Và ngày mai đến thì cũng chỉ là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm.
Và hàng ngày thì chúng ta luôn quên mất những cái thực tại trong cuộc sống này, và luôn luôn cho nó là tôi gặp người này, tôi gặp người kia, tôi đã làm được nhiều việc phước như thế này, như thế kia, tôi sẽ hồi hướng cái phước này cho những cái người này ở cái cõi này, cõi kia. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn là mộng mơ trong cái điều đó. Mà chúng ta không thấy được thực tướng của các pháp, chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà chúng là năm uẩn luôn luôn sanh lên và diệt mất. Và lời dạy của Đức Phật, chúng ta đã bỏ quên rất là nhiều, và chúng ta hãy hướng về những cái khoảnh khắc này, dầu một chút trí tuệ thực sự thôi, thì nó mới là cái hành trang, nó mới là cái chánh chi kiến thực sự đưa chúng ta đến cái bờ giác ngộ. Chúng ta đừng có theo đuổi những cái ngôn từ nó quá là hoa mỹ, quá là thần thông quảng đại, mà trong khi đó những cái là thật, chúng ta chưa hề biết về nó, chúng ta chưa nhận diện được nó một chút nào cả. Thì cái điều đó là chúng ta học Phật Pháp như vậy là nó có một cái lỗ hổng rất là lớn. Lỗ hổng đó lớn lắm, và cái đó là vô minh, và chúng ta cần phải hết sức nắm vững được từng chút một trong đời sống hàng ngày. Thì đó là một cái con đường này thật sự nó đi rất là dài, và cái tích lũy trí tuệ mà thực sự đó thì nó quá là khủng khiếp, nên là nó mới cần cái sự kham nhẫn ba la mật, chân thật ba la mật. Chúng ta đừng có ảo tưởng về cái ngôn ngữ, rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta nghe những cái từ ngữ đó lớn lao đó, rồi chúng ta tưởng là chúng ta đã hiểu rồi, ồ cái pháp niết bàn là như thế này, trạng thái như này, hay là thần thông như này. Nhưng mà ngay trong cái thấy, cái nghe ra, chúng ta còn chưa biết được đối tượng thị giác là gì, chưa nhận diện được cái tâm thấy là gì, chưa biết được tất cả mọi thứ ở trên đời qua mắt, qua mũi, qua tai, nó chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa, chỉ là những cái tứ đại mà chúng ta không biết được. Thì cái điều đó là một cái điều mà chúng ta cần phải luôn luôn là phải nhớ về nó. Cái đó mới là trí tuệ thực sự, thì chúng ta mới dần lớn lên được. Còn cái là thật mà chúng ta không hiểu được nó một chút nào, mà chúng ta chỉ dùng cái ngôn từ rất là lớn lao ở trong những cái kinh điển, mà ở đó là Đức Phật toàn giác mà chỉ được các cái bậc A-la-hán. Thì nhưng mà chúng ta là phàm phu, mà chúng ta đi vào ngay cái giai đoạn đó thì chúng ta rất là nguy hiểm, và chúng ta phải đi từng chút một, chúng ta phải hiểu về khoảnh khắc này, thì chúng ta mới đạt được cái con đường mà dẫn đến Niết Bàn. Thì cái đó là chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó, chớ có quên. Dầu là chúng ta học rất là thông kinh điển, như chúng ta phải biết được là khoảnh khắc này mình có thực sự hiểu một chút nào chưa. Và hãy bỏ những cái đó, không cần, chưa đến cái giai đoạn đó. Nên là chúng ta cần phải tích lũy một cách rất trắng, thì cái con đường chánh chi kiến này nó mới thanh lọc thực sự. Còn không thì chúng ta học Pháp, nó chúng ta nhớ là chúng ta học Pháp, tuy rằng chúng ta nói là nguyên thủy, nhưng mà chúng ta ôm rất nhiều những cái tà kiến, rất nhiều những cái chấp thủ. Khi nào mà chúng ta chưa thực thấy được Pháp từng chút những đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta chấp thủ ghê nó. Chúng ta thấy cái sự tranh biện nó lớn lao đó. Do đó là chúng ta cần, nếu mà chúng ta thực sự hiểu ở đó, thì chúng ta sẽ tiệm cận một cách rất là thiết thực. Thì lúc đó mọi tranh luận như thế này thế kia chúng ta đều không có cần thiết nữa, bởi vì chúng ta thấy cái này mới là thiết thực hiện tại. Và giờ đây chúng con cùng với chư đại đức tăng, xin quý vị hãy nghiêm tịnh thân khẩu và đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi sakhato phagawata thammo thammang namassami supatipanno phagawato sawaka sangho sanghang lamassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn, đấng toàn chi diệu giác, vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương linh diệu dược,
chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm thức của mình khi tái sanh trong các cảnh giới an vui, và nhất là thành tựu được ba la mật, chứng đắc được tứ thánh đế thánh đạo trong kiếp này hay trong kiếp vị lai. Với tâm thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ, đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế, xứng đáng là con của Đức Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. Hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 42. Con xin đọc một lần. Đi sô đi sang văn tăng ca ri gia vê ri va văn ngã quê rí năng mít cha ba ni hi tăng chi tăng ba pi yo năng ta to ca ro ca re đi so đi sang tăng ca ri quê rí wa ba na quê rí yang mít cha ba ni hi tăng chi tăng ba pi ya năng ta to ca re. Câu pháp cú này được dịch ra thể văn xuôi, ngài Icharanda ngài dịch là tâm hướng đến sự tà vậy có thể gây lên cho người ấy điều còn tồi tệ hơn so với việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch, hoặc là việc mà kẻ oán thù có thể làm đối với kẻ oán thù. Như vậy trong dòng sanh diệt, trong dòng nghiệp quả, chúng ta đã tái sanh thì có những kiếp chúng ta bị giết hại, chúng ta bị kẻ thù giết hại, nhưng mà cái mà chúng ta bị chết đó nó không có đáng kể, chính là cái tâm tà kiến, chính những cái tà kiến này mà chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi vô tận vô biên. Ngày nào mà chúng ta còn ý niệm về ngã, thì dòng sanh tử còn bất tận, bất tận, bất tận. Nên là chúng ta đến với giáo pháp này, chúng ta không khéo học, không khéo nghe, thì không sao đoạn được tà kiến. Và chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật đã bị biến hoại tông thấy rất là nhiều rồi. Lời dạy càng ngày càng bị thêm những cái ngôn từ, những cái thế hệ khác này thêm vào những cái ngôn từ vân vân. Nên là cái tà kiến nó luôn luôn len lỏi vào do vậy mà chúng ta thấy được rằng là tà kiến là cái sự nguy hiểm nhất khi mà cho vòng sanh tử luân hồi, chứ không phải là cái người đó giết mình, hại mình. Cái từ đi sô thì chúng ta biết là nó là cái từ nguyên mẫu của nó là đi xá, nó là một cái danh từ. Ở cái câu kệ 42 này thì được chia theo chủ cách,
là kẻ địch hay kẻ thù, kẻ địch hay kẻ thù. À, chúng ta biết là kẻ thù thì chúng ta biết là có cái kẻ thù xa, có kẻ thù gần. Ví dụ như là kẻ thù, là kẻ thù gần thì chúng ta cãi nhau với họ ngày hôm qua, hôm nay, hoặc là chúng ta chơi với họ rồi bất chợt một gì đó cãi lộn thì họ có thể giết chúng ta. Rồi có những cái kẻ thù, ví dụ như là tự nhiên mà chúng ta đi ra phố hay gì đó, tự nhiên người ta đi ngang qua để người ta đâm lộn, đâm nhầm chúng ta chết, thì cái kẻ thù đó rất là xa. Nhưng mà chúng ta biết là đó không phải, không có ai giết chúng ta đâu. À, chúng ta thường hiểu rất là lầm, mà đó chính là quả của nghiệp giết chết chúng ta. Đó là chỉ là cái biểu tượng của cái nghiệp và quả của nghiệp. Và nếu mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta có cái chánh kiến, chúng ta thấy rất là lợi ích. Rất là lợi ích. Cái từ đi xăng, đi xô, nó là cái danh từ năm tánh. Đi xăng hay là đi xô. Danh từ năm tánh chia theo đối cách, là đối với kẻ địch hay là đối với kẻ thù. Như vậy thì chúng ta biết là kẻ thù đôi khi cũng là cha mẹ của chúng ta, là anh em của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy được là cái nghiệp quả đó thì nó diễn tiến mà chúng ta không thể ngờ được. Không phải là kẻ thù là cha mẹ chúng ta đâu, mà kẻ thù đôi khi là cái người thân của chúng ta, đôi khi cũng làm chúng ta chết. Nhưng mà thực tế là không phải là người thân, mà chính là cái nghiệp. Có những cái nghiệp mà chúng ta thấy rằng chúng sanh gieo oán thù, mà này nhiều kiếp năm trôi là sanh vào làm cha làm mẹ, trong kiếp này mà cha giết con hay là vợ giết chồng, thì chúng ta thấy được rằng là mọi thứ nó đều diễn tiến theo các cái duyên riêng của chúng, mà chúng ta thấy nhân quả nó rất là phức hợp. Rồi cái từ dân là cái từ giá đó, nó là một cái đại từ quan hệ, và ở đây chia theo đối cách là điều hay là cái gì hay là bất luận cái gì. Cái từ tăng hay là cái từ tá, nó là một cái đại từ chia theo chủ cách, chỉ cho cái người ấy. Từ Kariya là căn của nó, là căn khắc, nó là từ, ở đây nó chia theo động thể, là có thể gây lên hay là có thể lên làm. Và cái tiếp theo, cái từ Veri á, Veri là một cái danh tính từ, ở câu nó là nam tánh, và ở câu kệ này thì nó chia theo chủ cách là kẻ có sự oán thù. Kẻ có sự oán thù thì đa phần trong cuộc sống của chúng ta thì nó có rất nhiều oán thù nhẹ hay oán thù nặng mà thôi. Chứ chúng ta lúc nào cũng có oán thù, bởi vì tâm của chúng ta luôn luôn là có phiền não, sân hận, bực bội, khó chịu. Nên là đời sống của chúng ta có oán thù là chuyện rất bình thường. Mà cái đó chúng ta phải thấy được cái bài học. Và chúng ta thấy đó, ở trong tăng chúng cũng vậy, các ngài giỏi thì ngay kể cả chư tăng cũng ghét, cũng có bị ghét, cũng có bị thương, hay người cư sĩ cũng vậy, tất cả. Và chúng ta thấy được rằng là chẳng ai có thể kiểm soát được một điều gì hết á. Ngay kể cả trong giáo pháp của Đức Phật rất đỗi là thân thương, ở bên ngoài thì chúng ta nghĩ rằng đây là sư huynh sư đệ với nhau, nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn có cái khoảnh khắc thương ghét, giận hờn, dầu là vi tế hay là không nói ra, hay là đã nói ra lời. Chuyện đó, các pháp nó diễn tiến, nó vẫn là tự nhiên như vậy thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta không có mở cái con mắt pháp ra đó, thì chúng ta không có cách nào để giải thoát hết, thưa quý vị. Nên là điều đó cho chúng ta thấy, chúng ta hãy nhìn vào pháp thì mới được. Chứ còn còn không thì chúng ta cứ nghĩ rằng một cái vẻ đẹp ở ngoài, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy sự thật. Và chúng ta có thấy Ngài Giác Nguyên không?
Chúng ta có thấy Sư Ba không? Chúng ta có thấy Ngài Viên Minh không? Chúng ta có thấy tất cả những Ngài Chánh Minh, tất cả Chư Tăng, bất cứ một vị nào khi mà đã giỏi lên rồi, chúng ta thấy rằng gồng gánh những cái nỗi khổ niềm đau mà của nội như của Phật tử hay của Chư Tăng không thôi đó, là chúng ta đã thấy là một cái sự kham nhẫn khủng khiếp vậy. Khi nào mà chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thấy được rằng được còn cái biển cả ngoài kia, bao nhiêu những cái tà kiến ngoại đạo dội vô, thì huống chi là chúng ta biết là thời Đức Phật hay là các vị A-la-hán. Đó là một cái luôn luôn cái con đường này nó rất là chông gai và khó đi. Do vậy mà chúng ta phải dấn thân, bởi vì cái sự bơi ngược dòng thì chúng ta biết là không có mấy ai bơi được ngược dòng được. Xuôi dòng thì nó dễ mà bơi ngược dòng thì nó khó, bởi vì giải thoát là bơi ngược dòng. Chúng sanh thì xuôi dòng với vô minh và phiền não, xuôi dòng với thiện và bất thiện. Cái từ Veri là một cái danh từ nam tánh, chia theo chủ cách là kẻ có sự oán thù, kẻ có sự oán hận, người có sự sân hận. Thì chúng ta biết trong giáo pháp rồi, Đức Phật cũng vậy, chúng ta thấy có Chư Tăng đó, ngày xưa cũng bị giết, bị đâm, bị chém rất là nhiều, nhưng mà kẻ không có hết được trong nhiều đời, vâng. Như chúng ta thấy ở Sri Lanka nên giết là Chư Tăng bị giết không biết là bao nhiêu, rồi là ở Ấn Độ thời mà Hồi giáo qua đó. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có thánh thiện cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà kẻ thù đối với chúng ta là vô lượng, nhiều trong quá khứ. Bởi vì bản chất của sân hận, của si mê nè, chúng luôn luôn là thách đấu, là gây oán thù. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta câu kệ này nè. Cái đó không có quan trọng, cái sự chết đó không có quan trọng, cái người giết chúng ta không có quan trọng. Mà ngày nào chúng ta còn, tâm của chúng ta còn tà kiến, còn có ý niệm viền hả, thì chúng ta sẽ không có sự buông bỏ và không có sự chấp nhận hoàn toàn cho giáo pháp. Nên là chúng ta không chúng ta vừa bị chết mà vẫn ôm cái tà kiến, nên là chúng ta vẫn phải chịu những cái loại khổ đau chồng chất mà thôi. Từ Vê Rác là một cái danh từ trung tánh, chỉ theo oán thù hay oán hận hay sân hận. Và cái từ Pa Ná đó là một cái trạng từ, cái nghĩa của nó là bằng cái là và hay là hơn nữa, và như thế hay là hơn nữa, hơn như thế. Veri năng là Veri là một cái danh từ nam tánh. Câu kệ này chia theo đối cách là đối với kẻ oán thù, với người oán thù. Và cái từ Miccha Panhitang, Miccha Panita, Panihita chứ, nó là một cái nhóm từ. Miccha là chỉ cho cái sự tà vậy, sự sai trái. Như vậy ngày nào mà chúng ta chưa có chánh kiến về các pháp hữu vi, chỉ đơn điệu trong từng khoảnh khắc sanh lên và diệt, do duyên của từng pháp sanh lên và diệt, thì ngày đó chúng ta vẫn còn tà kiến. Ngày nào mà chúng ta không hiểu biết tất cả các sắc thân, cái đối tượng thị giác,
nó chỉ là cái thứ vô tri, vô nghĩa, vô dụng, bất tịnh, mà nó không phải là một con người, không phải là ai cả. Ngày nào mà chúng ta chưa hiểu được đối tượng thị giác, nó không có buồn, không có vui, không có hận, không có thù, không có tưởng, không có thọ, không có hành, không có thức. Ngày nào chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác, nó không có, nó chỉ là sự tan hoại, nó chỉ in dấu vào cái nhãn căn, và nó in dấu thôi chứ nó cũng không có, nó không có, nó không có ai chui vào trong cái nhãn căn đó cả. Nó vẫn diệt ở bên ngoài của nó. Ngày nào mà chúng ta không hiểu được những cái sắc vô tri vô giác này, mà chúng ta đã từng gọi là chồng, là vợ, là người yêu thương, là nhà, là cửa, thì chúng ta còn chấp chồng những cái tà kiến. Tà kiến. Và thế giới này đó, chúng chỉ là màu, mùi, vị, âm thanh, mà do vô minh và tham ái mà nó dựng lên, là loài bàng sanh, loài súc sanh, loài ngạ quỷ, loài A-tu-la, loài nhiều chân, loài bốn chân, loài hai chân, loài người, loài chư thiên, kẻ mù mắt, kẻ thì đuôi, kẻ thì ngắn, kẻ thì dài, người thì hạnh phúc, kẻ cao sang, cũng chỉ vê mê đắm trong trong những cái thứ này và tạo ra những cái thiện ác mà thôi. Và chúng ta để ý xem cái cuộc sống này nó có cái gì ngoài cái màu, cái mùi, cái vị, cái xúc chạm cứng mềm nóng lạnh, và nó diễn ra hàng ngày nhưng mà chúng ta luôn quên nó. Chúng ta quên này, chúng ta luôn luôn nhớ cái thân này của tôi mà chúng ta không biết được, không biết được nó mang bao nhiêu cái tai họa đến. Do chấp thủ. Miccha là chúng ta biết là tà vậy sai trái. Đó là những cái tà kiến, si mê lầm lạc. Panihita, cái căn của nó là căn tha, tiếp đồng ngữ của nó là ní pắc. Ở đây chia theo quá khứ phân từ, động từ nguyên mẫu của nó là pani hati. Là đã được hướng đi, đã được uống theo bởi gì? Bởi hai cái loại thường kiến là gì? Là thường kiến và đoạn kiến, hay là 62 tà kiến. Bá chỉ cho sự nhấn mạnh, tiếp đồng ngữ lý là suốt, căn tha là đặt suốt. Còn từ papillo là một cái tính từ, bất biến từ, là điều còn tồi tệ, điều xấu ác, điều ác, điều ác quấy, pa pá, tính từ xấu ác. Năng là ena, nó là một cái đại từ, ở đây chia theo đối cách là người ấy. Tato là một cái trạng từ chỉ cho hơn thế nữa. Kare, cái căn của nó là căn kha. Kare rồi chúng ta biết nè, karati đó, động từ nguyên mẫu của nó là karati đó. Và là có thể làm. Như vậy là có thể làm, ở đây cái từ kare này nó cũng chỉ cho nghiệp nữa học. Ở đây ngài Thích Minh Châu ngài dịch là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Như vậy thì chúng ta thấy quan gia chúng có giết chúng ta 100 kiếp, 200 kiếp cũng chẳng có đáng là cái gì cả. Nhưng mà rồi cái đó nó cũng hết. Nhưng mà tà kiến á, thì nó bám chấp vào cái thân danh sắc này, nó lối kết hết cái dòng danh sắc này, tạo ra nghiệp rồi lại tạo ra
ngũ uẩn trong tương lai. Và cứ chết đi sanh lại, không có sự ngừng nghỉ. Và chính cái loại tà kiến này là nó tạo ra tất cả các loại thiện, các loại bất thiện nhất ở trên đời này. Tất cả các loại bất thiện nhất ở trên đời này nó đều phát xuất ra từ tà kiến, À, chính vì vậy mà tà kiến đưa chúng ta đi vào những cái địa ngục sâu thăm thẳm và đi vào những cái cõi thú mênh mông mà không có đường ra được, đưa vào những cái cõi dạ xoa, những cái nơi chốn hoang liêu rừng rú và tối tăm không có đường ra được. Nên là tà kiến là cái sự rất nguy hại, rất nguy hại. Do đó mà ở đây cần phải hiểu. Bây giờ thì chúng ta đi đến cái tích truyện của cái bài kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài kệ này thì được Đức Phật thuyết khi mà ngài ngự tại tại xứ Kosala, tức là Kiều Tác Hoa, và đề cập đến cái vị gia chủ Nanh Đá. Và vị gia chủ Nanh Đá này thì một thời cũng là một cái thuộc hạ, hay là một cái người bạn, hay là một cái người thân hữu cũng làm việc, hay là một cái người thuộc hạ người của ông cấp cô độc á, và gia chủ Nanh Đá này thì lớn lên lập gia đình thì có một cái trại bò, và rất là giàu có, gia tài thì rất là đồ sộ, và cái sự sản thì rất là kinh doanh. Và mọi người thì đều bảo, thì thầm với nhau rằng cũng giống như là đạo sĩ tóc bính vậy, vậy là chắc tô đó tên là Kenijo, làm cái người xuất gia. Và cái vị Nanh Đá này thì làm cái nghề nuôi gia súc, nuôi bò, như để giữ gìn cái tài sản của mình khỏi cái sự áp chế của đức vua. Thì gia chủ Nanh Đá do quen biết với đại phú hộ Alathapindika, nên là thỉnh thoảng thì cũng đem những cái năm cái ngón ngũ vị đến biếu ông Alathapindika để trả ơn, và cũng đi đến ý kiến Đức Thế Tôn để nghe pháp. Và sau khi nghe pháp đó, do tâm ông thấy hoan hỷ với chánh pháp, nên là ông phát tâm thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà ông. Và một hôm thì đang ngự hành với cái đại chúng tỳ kheo trên cái con đường đi, thì Đức Thế Tôn với cái trí tuệ của ngài, và ngài suy xét và ngài biết rõ được cái căn lành của gia chủ Nanh Đá được chín mùi, thì ngài mới tách ra khỏi tăng đoàn và ngài đi trên cái con đường nhỏ, và ngài ngự đến nhà, ngài ngự đến một cái gốc cây, và ngài ngồi gần với ông ta. Như vậy để cho chúng ta thấy Đức Thế Tôn thì mọi người đều rất là kính Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn lòng rất, ngài cũng rất là từ bi ha. Ngài đến, ngài ngồi rất là thân thương, chứ không phải là rất là lẽ thường, chứ không phải là như chúng ta cứ nghĩ rằng là phải đảnh lễ Đức Phật như này như kia, không. Tâm của ngài thì chúng ta thấy qua những cái câu chuyện
thì chúng ta thấy Ngài sống rất là nhẹ nhàng. Rồi ông và cái vị Nanh Đá này đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi chào hỏi thân thiện, rồi ngỏ lời thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến nhà ông và được ông xin được làm phước cúng dường thực phẩm đến đầy đủ năm thứ ngu vị đến Đức Phật và tất cả chư tỳ khu tăng để tạo phước. Thì ông tạo cái 7 ngày, đến ngày thứ 7 thì Đức Thế Tôn đọc cái bài kệ hoan hỷ chúc phúc cho gia đình thí chủ. Và Ngài thuyết tuần tự pháp, thì chúng ta biết là Ngài thuyết tự về bố thí này, về trì giới, về xuất gia này, về các cảnh trời này, về cái sự các dục lạc này, rồi Ngài thuyết về cái sự nguy hiểm của các dục lạc, và Ngài thuyết về sự xuất ly. Như vậy thì Ngài giảng pháp từ bố thí cho đến cái sự xuất gia. Và khi Ngài chấm dứt cái pháp thoại thì gia chủ Nanh Đá chứng đắc được quả dự lưu. Như vậy cho chúng ta thấy được là khi mà nghe pháp và cái người giảng pháp cực kỳ quan trọng. Như vậy hầu như tất cả cái thời gian mà chúng ta thấy là chư tỳ khu tăng hay cư sĩ chứng đạo quả đều được nghe pháp từ Đức Phật Thế Tôn hay là các vị thánh hết. Và chúng ta thấy không có cái gì nói về thiền định ở đây được cả. Giáo pháp là luôn luôn thiết thực hiện tại, bởi vì cái thấy đang sanh và diệt theo duyên của nó, cái nghe đang sanh và diệt theo duyên của nó, tham đang sanh và diệt theo duyên của nó, nên là cái mà chúng ta về với thực tại là điều vô cùng quan trọng để nhiễm ngộ được các pháp. Nhưng mà dường như là chúng ta luôn luôn có một cái tư tưởng là chúng ta phải chạy đi đâu đó để tìm một cái phương pháp nào đó để giác ngộ. Nhưng mà chúng ta đã chạy xa, thật là xa. Vì chúng ta cũng để ý đó, khi Bồ Tát đã tu tập hết tất cả các loại thiền định của ngoại đạo, nhưng mà sao? Ngài thấy, ôi cái này nó vô ích rồi, nó không được cái gì nên Ngài bỏ hết. Và chúng ta phải nắm thật rõ cái con đường trung đạo và cái con đường bát chánh đạo mà Đức Phật dạy. Và nếu như mà chúng ta không được nghe pháp thì chúng ta có thể hiểu được pháp và giác ngộ được hay không? Thì chúng ta phải hiểu rằng thật sự là không. Như vậy thì nó chỉ có mỗi một cái duyên là nghe đúng chánh pháp, nói về những cái gì là thực đang hiện khởi, thì cái chánh kiến này nó mới được sanh khởi như lý tác ý. Như vậy ở đây chúng ta không có bài bác về thiền định, không có bài bác cái điều đó. Và chúng ta biết được là 62 tà kiến nó sanh ra từ cái thiền định của ngoại đạo này. Nhưng mà cái chánh định mà Đức Phật dạy đó, thì xin thưa với quý vị rằng là chánh định đó chính là chánh định cái hơi, cái đề mục hơi thở. Và cái đề mục hơi thở này thường thường người ta nghĩ lầm đại. Nhưng mà cái hơi thở này là hơi thở do tâm nó sanh, nên là chúng ta biết cái người mà đắc được cái thiền hơi thở này phải là bậc đại trí đại nhân như Đức Phật, các vị A-la-hán, mà là những cái bậc mà đại tuệ. Chứ không phải đơn giản như mà chúng ta nghĩ, bởi vì tâm nó cực kỳ nhu nhuyễn. Bởi vì cái hơi thở của cái thiền mà chánh định này nó do tâm sanh, chứ không phải là cái sắc mà chúng ta nghĩ. Nhưng mà khi mà Ngài giác ngộ Đức Phật các bậc, nhưng mà Ngài khi mà đó là vị đã chứng đắc thiền định các thần thông, nhưng mà ở trong giáo pháp của Đức Phật thì những cái bậc này rất là ít. Và những cái bậc mà thiền khô, tức là nghe diệu pháp mà chứng đắc đó, thì nó vô lượng vô biên. Do đó mà chúng ta thấy được rằng là chúng ta để ý trong kinh tạng thì các cái bậc mà chứng cái thiền này nó chỉ do duyên nhiều đời nhiều kiếp quá khứ các vị đã có những cái duyên thiền định. Còn khi mà Đức Phật giác ngộ cái con đường tứ thánh đế rồi đó, thì Ngài thấy được rằng là thực sự nó không cần thiết về
cái thiền định. Vì ví dụ như là chúng ta thấy được rằng là cái, nếu mà để dạy cho một cái lớp mà thiền định mà chứng đắc, có người phải mất 10 năm, 20 năm, thì chúng ta mở cái trường thiền đó, 20 năm đắc thiền định thì có được mấy ai đắc. Mà đắc thiền định rồi thì làm cái gì? Như vậy trong tuổi thọ của Đức Thế Tôn có 45 năm. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là ơn đức của Đức Phật, Ngài thuyết giảng diệu pháp đó, chúng ta phải hết sức cẩn trọng nghe diệu pháp. Và khi mà có chánh chi kiến ở đâu thì chánh định nó ở đó. Bởi vì một cái tổ hợp của cái thiện đó, nó không thể tách rời cái chánh định của nó ra được. Làm sao mà tách định? Chánh kiến thì nó phải đi với cái chánh định của nó chứ. Bởi vì định á, thì nó có ở trong tất cả tâm mà. Sát la có ở trong tất cả tâm. Thì chánh kiến ở đâu thì chánh định nó cũng phải đồng sanh ở đó. Nó là pháp đồng sanh, nó không thể tách rời được. Nếu mà cái chánh định của thiền định thì nó cũng là đồng sanh với pháp của chánh định đó. Và cái hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Hai cái sát la tâm này, hai cái đối tượng này nó cũng khác. Nó sanh lên là khác, duyên là khác, diệt đi là khác. Và cái chánh kiến này nó cũng vậy. Do đó mà chúng ta cần phải biết về nó một cách hết sức là đúng đắn. Và khi mà Ngài chấm dứt cái pháp thoại thì gia chủ chứng đắc dự lưu lì. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là thấy được một trong tam tướng của cái thực tại là danh là sắc. Hay là những danh là sắc ở đâu? Chính là cái thấy, cái nghe này. Những cái suy nghĩ này nó đang sanh và diệt này. Nó không phải là tôi, không phải là của tôi, mà không phải là tự ngã của tôi. Chứ thực tế là hàng ngày luôn luôn là cái ngũ uẩn nó sanh lên và diệt. Hết cái sắc thọ tưởng hành thức này rồi lại sắc thọ tưởng hành thức khác, phải không? Nhưng mà chúng ta luôn luôn bỏ quên cái điều đó. Chứ hàng ngày chỉ có các pháp diễn ra chứ, chứ đâu có ai, có con người nào. Làm sao mà tâm tham này là một con người được? Không có. Có cái con người nào ở trong tâm tham đâu? Không có được. Không có cái con người nào ở trong tâm sân đâu. Và chúng ta cho cái tâm sân đó là tôi. Vì tâm sân đó là một cái pháp phổ quát. Nó có thể có duyên sanh ở khắp mọi nơi, ở trong cái cõi dục giới này. Nhưng mà nó không có duyên để sanh là sắc giới được, vô sắc giới được. Nó không có duyên để sanh là siêu thế được. Phải không? Chính vì vậy khi mà Ngài nghe được cái pháp tánh này là khổ, tập, diệt đạo này, là Ngài chứng quả dự lưu lì. Và từ đó ông ôm bát đi theo Đức Thế Tôn một quãng đường xa, thì Đức Thế Tôn khuyên ông là ông nghe lời dạy, và ông Thiệt Nam ông dừng bước, và bác Thiệt Nam Nanh Đá này đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi quay trở lại nhà. Và trong lúc đó thì cái người thợ săn bắn ấy, thì không biết bắn lạc mũi tên nhỏ, bắn trúng Nanh Đá này, khiến ông ta chết ngay lập tức. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng bậc thánh như thế nào? Chỉ có Đức Phật thì không có bị người ta hại chết được thôi, chứ Ngài cũng bị lăn đá bầm chân. Còn các bậc thinh văn có thượng thủ như thế nào thì nghiệp ác đã đến với cái kiếp đó như nào, bị chém hay bị bầm dập, bị băm bầm như thế nào, thì cũng không thể tránh khỏi được. Như vậy pháp tánh là như vậy, không trên trời dưới biển, không nánh vào động núi, không chỗ nào trên đời tránh được quả ác nghiệp, không trên trời dưới biển, không
chỗ nào trên đời tránh khỏi tay thần chết. Như vậy chúng ta sanh ra chỉ để chết đi thôi. Và các pháp hữu vi thì luôn là như vậy. Và những tỳ khu mới đi sau thì thấy vậy, bèn than phiền với Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, Nanh Đá là chủ trại bò, không có làm gì ác cả, và lại cúng dường chư tăng nữa. Ngài đến đây mới làm đại lễ trai tăng, và tiếng chân Ngài nên khi trở về thì mới bị giết chết. Như thế Ngài không đến đây thì ông ta chưa có chết đâu. Và người ta nghĩ rằng là Đức Phật đến, như vậy ông mới chết. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời: này các tỳ khu, dầu ta có đến đây hay không đến đây cũng vậy thôi. Trong bốn phương tám hướng, cho dầu ông ta có đi hướng nào cũng thông không có thoát khỏi tử thần. Quả thật vậy, tội khổ nào mà cả bọn cướp và kẻ thù đều không thể gây hại cho nhau, thì chính cái tâm lệch lạc tà vậy thúc đẩy những chúng sanh này phải rơi vào tội khổ đó. Và Ngài đọc lên bài kệ Diso Disang Yang Tăng Kariya Veri Wa Panna Veri Nang Mitcha Pani Tăng Hít Tăng Chít Tăng Pa Pít Yô Năng Ta Tô Cà Rê Tích. Kẻ thù hoặc kẻ thù quan gia, hại nhau, hại ấy vẫn là kém xa. Cái hại của tâm niệm tà khiến cho kẻ ấy đọa xa một mình. Tiếng đi xô đi xăng là có nghĩa là kẻ cướp, hay là gặp kẻ cướp, bà nói tắt nên gọi là bớt chữ. Còn cái từ dân tăng ca đức gia là nếu làm điều nào để hủy diệt đối thủ thì làm ngay điều đó. Từ veri được chú giải giải thích veri qua panna veri năng, câu này nghĩa là mường tượng như câu đầu. Còn cái từ mitcha pahi tăng chít tăng là tâm lệch lạc, là đặt vào chỗ sai quấy, là chỗ ở trên con đường thập ác nghiệp. Papiyo năng tato kareti, vì có tâm tà vậy, kẻ ấy ngày càng làm tội lỗi tiêm nhiễm, cho nên gọi là khiến cho kẻ ấy đọa xa vào vòng tội ác. Và Ngài cẩn đề là cúng Phật trai tăng đủ 7 ngày, Nanh Đà chết giữ, cũng kỳ thay, mũi tên oan nghiệp, trăm người rõ, quả thánh Tu Đà, mấy kẻ hay, tâm niệm khi hành, khi hiểm ác, thân sanh lúc sướng lúc đọa đầy, gieo chi gặt lấy tùy duyên nghiệp, tội phước là nhân tạo rủi may. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, cuộc sống trầm luân của chúng ta là muôn trùng những cái nghiệp thiệt ác. Cuộc sống của chúng ta trầm luân thì nó có muôn trùng những cái nghiệp thiệt ác. Nên là chúng ta thấy trong một cái cuộc sống gia đình, chúng ta cũng vậy, con anh em cũng vậy, có người chết rất là thê thảm, có người chết rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà sự chết nào thì cũng không có quan trọng. Chúng ta sanh ra đời thì tử hình đã có mặt. Cái tâm tục sinh ra
cái thân này nó đã chết từ từ bủa ban sơ rồi. Nhưng mà làm sao để cho chúng ta không còn chết nữa? Thì đó chính là chúng ta phải đi con đường bát chánh đạo mà Đức Phật dạy. Thế mà ngày nào chúng ta dứt được tà kiến về năm uẩn, chúng ta phá hủy cái ngôi nhà duyên sanh, phá hủy được vô minh, thì cái chết đó dầu có bị người ta chém, bị người ta giết thêm nữa, trong cái lần cuối hay là lần đắc tu đầu huần như Năng Đà này, thì nó cũng ý nghĩa vô cùng. Tức là chúng ta đã chấp nhận hoàn toàn nhân và quả. Còn khi mà chúng ta còn tà kiến đó, thì chúng ta còn đổ lỗi cho người này giết tôi, cho người này hại tôi, và chúng ta còn tạo ra rất nhiều những cái ác nghiệp cho mình, cho người, cho mình và cho người. Thì chính những cái dòng tà kiến này đó, si mê này đó, thì không những chúng ta vẫn bị giết chết bởi oán thù, nhưng mà chúng ta còn mang những cái sự thống khổ đọa đầy trong những cái cõi ác giới đọa xứ. Vậy thì chúng ta thấy được rằng tà kiến nó ở đâu? Vậy tà kiến là một thực tại. Tà kiến là một thực tại. Và chắc chắn là nó phải sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Tà kiến thì không phải là tham. Tà kiến thì không phải là sân. Tà kiến thì không phải là xúc, là thọ, là tưởng. Không phải là thức. Tà kiến thì không phải là màu, là mùi, là vị, là âm thanh, là cứng, là mềm. Tà kiến thì nó sanh chung một trong một cái hành uẩn, và nó đi chung với tham, tức là nó chấp thủ. Nó chấp thủ vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, một cái xúc nào đó, và nó cho, nó dựng lên cùng với tưởng. Nó dợt lên cùng với tưởng và cho rằng là tôi như thế này hay là như thế khác. Như vậy tà kiến nó cũng do duyên mà sanh khởi, cũng do nghe, do không như lý tác ý mà sanh khởi tà kiến. Về hàng ngày thì tất cả con người của chúng ta đều thấy đối tượng thị giác,
cái thấy vẫn thấy đối tượng thị giác, nghe vẫn nghe âm thanh, ngửi vẫn ngửi mùi, nếm vẫn nếm vị, thân thì vẫn xúc chạm cứng mềm với những cái tứ đại như là vợ, là chồng, con cái. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi người hiểu một khác, mỗi người tư duy một khác, mỗi người có thiên hướng một khác, lập đạo một khác. Như vậy cho chúng ta thấy là cái tâm thức này nó rất là đa dạng, đa dạng. Chính vì vậy mà tà kiến nó được có thức ăn riêng của nó. Và đó chính là nguyên nhân nhốt chúng ta vào cái vòng sanh tử luân hồi bất tận này, chính là nguyên nhân đó. Như vậy tà kiến nó không có ở đâu xa cả, nó cũng ở sau khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm này. Và chấp những cái được thấy, được nghe này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, hay là hay là những cái trường phái, môn phái, vân vân, tất cả mọi thứ. Và từ đó những cái quan điểm sai trái chấp thủ, vì chấp thủ như vậy chúng tạo ra những cái nghiệp hữu bất thiện, tạo ra nghiệp hữu bất thiện. Và từ đó những cái sanh hữu, những cái sanh hữu được sanh ra, cái sanh được sanh ra. Và chung quy lại thì tà kiến thì nó cũng không có ngoài chấp thủ một trong năm uẩn này. Năm uẩn này. Chính vì chúng ta chấp thủ vào năm uẩn nên là khi mà đã cho năm uẩn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái gì phù hợp với chúng ta thì chúng ta bám chấp, cái gì không phù hợp với chúng ta thì chúng ta loại bỏ, chúng ta sẽ giết hại, hay là chúng ta không thích thì chúng ta sẽ phỉ báng, chúng ta chống đối. Như vậy tà kiến rất là độc hại, vô cùng độc hại. Vậy chính kẻ thù ở đâu? Chính là ở trong tâm trí của chúng ta, tà kiến. Tà kiến là một pháp, nó không phải là si, nó không phải là tham, nó không phải là ngã mạn. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng rất khó để chúng ta hiểu được tà kiến, bởi vì lúc nó sanh thì đa phần là chúng ta không thấy, không biết. Không thấy, không biết. Không có chánh niệm tỉnh giác. Không biết đây là tà kiến đang có mặt. Như vậy hàng ngày thì chúng ta rất thiếu sót về các cái thực tại sanh nơi thân tâm của chúng ta. Tà kiến là sự hiểu sai, hiểu lầm, sự chấp thủ. Về trong cái dục thủ, hữu thủ, dục thủ, dục, dục,
dục thủ này, thủ thủ, à dục thủ, dục thủ thủ kiến thủ, à, ngã luận thủ, thì chúng ta biết rằng ngay cái khoảnh khắc sau cái khoảnh khắc thấy nghe là đã sanh khởi lên cái thủ này rồi. Và trên đời này không có cái vị nào ngọt ngào bằng cái tôi của mình. Chúng ta luôn luôn bao phủ, lui lấn, che đậy, bảo vệ cho cái tôi, cái của tôi. Từ kể cả chúng ta học hành với ai này kia, chúng ta đều mang vào trong cái tâm của chúng ta để chúng ta chấp thủ vào đó hết. Và chính vì vậy mà những cái điều gì mới, cái điều gì mà nó sâu sắc ở trong giáo pháp của Đức Phật á, nhiều khi chúng ta bỏ lỡ cả một đời nên là không có gặp được bậc hiền trí. Cũng do chúng do cái tà kiến này, tà kiến. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi làm việc thiện hay là tôi làm điều ác, tôi làm cái việc thiện này thì kiếp sau tôi sẽ được hưởng như thế này, như thế kia. Đó là một cái sự tà kiến hết sức là nghiêm trọng. Làm gì có ai để mà hưởng, thưa quý vị. Tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, nó là quả luân, nó chỉ là cái thấy. Cái thấy là một cái gì? Nó là một cái sắc la của tâm. Và cái tâm thấy đó là một cái vô nhân. Mà cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh đó. Là một cái sắc pháp vô chi vô giác. Nó có một cái màu sáng đó, ấn dấu vào con mắt mà thôi. Còn những cái khoảnh khắc của thiện, của bất thiện, lúc nó tạo thì nó không phải là quả của nghiệp nữa rồi. Như vậy chúng ta thấy quả của nghiệp nó cũng vô cùng ngắn ngủi. Còn cái quả mà chúng ta được tái sanh làm người hay làm chư thiên, thì cái quả tục sinh đó hoàn toàn là chúng ta không có kinh nghiệm được cái gì trong đời sống hàng ngày. Lúc chúng ta ngủ say thì không biết cha, mẹ, con, cái, vợ, chồng hay là chúng ta ở đâu cả. Chỉ khi nào chúng ta có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lếm, cái xúc, cái chạm thức dậy, thì phiền não thức dậy, tôi ta thức dậy, ông bà, cha mẹ thức dậy, ruộng vườn con cái mới thức dậy, suy nghĩ về người này, người kia mới thức dậy mà thôi. Điều đó để nói lên chúng ta điều gì? Điều đó để nói chúng ta là khi chúng ta thức dậy, mà không có hiểu biết gì qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, thì chúng ta sẽ chìm ngập vào vô minh và tà kiến. Chứ không đâu khác cả. Và những cái chúng ta không biết được những cái thiện này, nó không phải là tôi, không phải là của tôi. Không phải quý vị tạo ra cái việc thiện đó được, mà chính là cái tâm thiện nó sanh khởi với duyên riêng của nó, tạo những cái phước lành, tạo những cái nghiệp lành đó, mà nó cho ra những cái quả, quả thiện hữu nhân, quả thiện vô nhân. Như vậy nó cũng chỉ là thức, là tâm mà thôi, chứ không phải là mình, không phải là tôi, là của tôi. Chính vì vậy Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta tất cả các pháp hữu vi. Và Ngài nói rằng kể cả trí tuệ là cái pháp tốt đẹp nhất, nó có thể hiểu được tất cả pháp hữu vi là vô thường, và chính nó cũng là vô thường. Và Đức Phật dạy chỉ có cái tịch diệt niết bàn mới là cái sự thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau mà thôi. Và chúng ta thì thường cho mỗi cái gì chúng ta cũng hiểu là cho, cái hiểu cũng cho là tôi hiểu.
cái thấy cho là tôi thấy, cái nghe cho là tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc, tôi chạm. Và hàng ngày thì chúng ta không biết được tại sao cái đối tượng thị giác này nó in dấu vào mắt chúng ta lại thích thú, và cái đối tượng kia cũng là cái đối tượng thị giác, nó lại in dấu vào mắt chúng ta lại ghét. Có những cái đối tượng in dấu vào đối tượng thị giác thì chúng ta không để ý gì, không thèm ngó gì tới nó cả. Tại sao khi mà chúng ta gặp cái được gọi là con người thì tâm của chúng ta nó dao động, nó xốn sang? Mà trong khi đó chúng ta thấy cái sắc, cảnh sắc, cây cối, cỏ cây thì tâm của chúng ta nó lại khác. Trong khi đó cả hai nó đều là sắc cả. Khi mà chúng ta hiểu được tất cả mọi thứ chỉ là danh và sắc, sanh và diệt, rất là vô thường, ngắn ngủi. Và người khác có giết hay không giết thì hàng ngày chúng ta cũng đang chết trong từng sắc la. Và tất cả pháp vũ vi này đều cần phải được xả ly. Nó không thuộc về ai, không phải là tự ngã, không phải là con người, mà nó chỉ là những cái yếu tố như cứng, như mềm, như nóng, như lạnh, như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong từng cái khoảnh khắc riêng biệt, sanh lên và diệt. Thì cái tâm đó nó không có hướng tà vào đâu được, thì nó sẽ hướng đến cái sự đoạn diệt vô minh và tham ái, đoạn diệt tà ký. Phật dạy kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng cái tâm hướng tà, tức là chấp thủ sắc thân hương vị xúc, này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, vân vân, thì cái đó mới gây ác cho tự thân, tức là lối tiếp những cái vòng sanh tử luân hồi bất tận mà không có điểm dừng. Đó là thời pháp mà chúng con xin chia sẻ đến tất cả chư đại đức tăng và tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa Đông Vương, Càng Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Phước lành này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu minh và hạnh, xứng đáng chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn trong kiếp sống này và trong giáo pháp này, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú sa thú. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho Rum chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã lời Rum. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa Thamma Sangha Nupave Nasada Sothi Pawan Tute. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin chư quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào Rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, ni quả ta sanh ti quý ha ra qua si ni
thụ pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa văn tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba tiết cha tề sắp về pi đục khát sa kha rồn tu sang kha dăng tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc gô qua a tha ya cha hi ta ya cha tham hề ra khăn tu sắc tham mô sắp về pi tham ma cha ri nô uất thêm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba về đi tề. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập và rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.